Rạng sáng ngày 29 tháng 7, nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink đã chính thức có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai đêm diễn Bonpink tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau khi di chuyển ra sân bay bằng cửa riêng, bốn cô gái ngay lập tức được hộ tống về nơi lưu trú thuộc khách sạn Capella Hà Nội. Không chỉ theo thần tượng về đến khách sạn vào rạng sáng, trưa nay đã có rất đông người hâm mộ Việt Nam tập trung tại trước nơi họ lưu trú để chờ gặp mặt Blackpink trước khi họ di chuyển ra sân vận động Mỹ Đình. Dạ, em đã có dự định đến đây từ trước ạ. Và em đến đây từ lúc 1 giờ trưa và dự định là tầm 4 giờ là em sẽ về ạ. Dạ, em thấy mọi người đấy cũng rất đông và mọi người cũng như em là rất nóng lòng được nhìn thấy các idol K-pop. Mà em cũng khá là hụt hẫng và thất vọng khi mà không được nhìn thấy các chị, mà chỉ nhìn thấy cái xe của các chị. Dạ, em đến đây từ 1 rưỡi ạ. Em nghe tên là Blackpink ở khách sạn này, với lại em có biết một cái tin là 2 giờ sẽ sao check à. Dạ, rất là hồi hộp nhưng mà cũng hơi bị hụt hẫng khi mà kiểu mấy chị không có lộ diện á. Kiểu hơi kín, hơi bị bảo mật. Yesterday, for Lisa, I just go this way but I see this hotel in there and I see I meet so I come wait for see Lisa. Maybe some desperate. But I will go concert right now. It's okay. Mặc dù thời tiết khá oi và có mưa, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới sự háo hức được gặp mặt thần tượng trực tiếp của người hâm mộ Blackpink. Đáng tiếc, lực lượng an ninh đã đưa các thành viên của nhóm nhanh chóng di chuyển từ khách sạn ra sân vận động bằng 4 chiếc xe ô tô. Không gian các cô nàng lên xe được bao quanh bởi một lớp bạt trắng, khiến người hâm mộ chỉ có thể nhìn thấy những chiếc ô tô đen. Được biết, sau khi di chuyển tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 4 cô gái Blackpink sẽ bắt đầu tổng duyệt cho đêm diễn đầu tiên thuộc khuôn khổ tour Bonpink tại Việt Nam. Kết thúc đêm diễn ngày 29 tháng 7, các thành viên sẽ quay trở về khách sạn Capella để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai vào ngày 30 tháng 7. Một vài người hâm mộ cho biết cũng sẽ theo chân họ đi về khách sạn.